Rồi để mình sẽ cân nhá, hai đầu nhá. Cho nó chuẩn luôn. Đây đây. Cái gì cái này này. Đầu bên tay ngoài đường lên một tí đúng không ạ? Ngoài đường lên trên một tí. Bên trong lên thêm một tí, bên trong lên thêm một tí thôi. Rồi. Rồi đấy. Đó, đây là kiếm tam giác các bạn nhá. Khi các bạn dán thì các bạn yên tâm là nó sẽ bị hở đoạn này này các bạn này. Đây là nước chưa qua các bạn nhá, thoải mái luôn, không vấn đề gì luôn các bạn nhá. Nhìn nó khỏe đầu xe luôn. Nhìn cái đầu xe nó rất là khỏe các bạn nhá. Đó, ok cho anh em. Đây, cái này thì nó sẽ ôm ôm vào cái vành của cái logo các bạn nhá, ôm vào cái vành của cái logo này. Rồi ở dưới là sẽ vẫn khá khe ướt nước này, vẫn hở khe này. Vì ở giữa này là không ôm chặt được vào vì nó không phải là lọt thỏm mà nó chỉ ôm vào cái logo thôi. Còn bên đầu này nó sẽ chặt hết các bạn nhá. Các bạn yên tâm là nếu bung thì mình đền các bạn luôn. Các bạn yên tâm là bung thì mình sẽ đền. Đó, ok chưa? Lỗ thất trong ke xe chưa? Đó, bây giờ mình sẽ dán cái bộ lỗ thất bên trong cabin nữa. Đây, đây đang tay pha đèn này, rồi là xi nhan gương các thứ ABC. Đó. Lổ máy lên cho bạn ngồi cho mát. Em ơi, trên xe có gì quý không? Cầm cho anh với. Có tiền là cứ cầm hết cho anh. Để anh lổ máy lên dán cho em cho đỡ lắng. Cầm hết tiền trong cho anh với. Đấy. Giờ mình sẽ dán nó thắp bên trong cabin các bạn nhé.